em ở Campuchia, em qua Việt Nam làm, làm cũng được 2 năm rồi, 2 năm sau. Cái như gặp mấy đứa bạn em á lại giới thiệu lên cho ảnh á, công ty cũng mướn người, cần người, lương tháng cao vậy. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Em luôn rồi. Cây sắt vuông hả? Cây ba vuông. Ba vuông cái này giờ nó lấy dao nó chém em nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái căn phòng trọ khá là ộp ẹp. Mà trong cái căn phòng trọ này có một người thiếu nữ. Thì nghe cái câu chuyện về cô gái này đó thì cô bác quý anh chị sẽ thấy rất là đáng thương. Và được anh Nguyễn An Giang giới thiệu cho Bùi Hồ rằng là cái hoàn cảnh cũng khá là đáng thương, Bùi Hồ có thể quay thì cô bác quý anh chị có thể hỗ trợ một phần nào về vốn để cho cái cô gái ở trong cái căn phòng trọ này làm ăn, và cũng như là nhờ em chia sẻ cái câu chuyện mà vì sao anh lại em lại có mặt cô đơn ở trong cái căn phòng trọ như thế này ha. Đi hôm nay nhà Tâm ạ. Ủa em năm nay là bao nhiêu tuổi? Dạ. Em năm nay nhiêu tuổi hả? Em 28 tuổi à. 28 tuổi hả? Dạ. Ngồi xuống đi em. Em tên gì? Dạ em tên Loan. Loan hả? Dạ. À em nhà ở đâu Loan? Dạ nhà em ở quê là Campuchia lận. Campuchia? Dạ. Ở cầu Sài Gòn hay gì? Dạ. Anh có đi qua đó mà. Dạ em cũng coi cái clip của anh hoài gì. Rồi em biết anh hả? Dạ như em coi bên cái á. Coi gì? Như bên cổ cái gì đó. Quay mà bên Campuchia ảnh á. Ừ. Em 28 tuổi. Dạ. Ở Campuchia từ nhỏ giờ luôn. Dạ. Em là người Campuchia luôn hả? Dạ ba người Campuchia, mẹ Việt Nam. À. Ở bên đó thì em làm công việc gì ta? Dạ em không làm công việc gì hết á. Dạ. Dạ. Vậy không lẽ từ nhỏ đến lớn không làm gì ở bên đó? Như là về ở ba bác ruột mà em mới 14 tuổi là em đi làm rồi. Làm gì? Như làm bán quán cà phê cho người ta. Ừ. Làm mỗi ngày được bao nhiêu viên? Dạ ngày được có 100 mấy à. Em có chồng con gì không? Dạ có chồng mà chồng quánh đập lắm. Chồng là người Việt hay người Cam? Người Việt. Nhưng mà em ở Campuchia từ nhỏ đến lớn, tại sao nói tiếng Việt khá gần? Dạ tại vì khúc bên nó khúc Việt. Ừ. Như em ít có tiếp xúc với Campuchia lắm. Em nghe cầu Sài Gòn luôn? Dạ. Nghe chợ? Nghe chợ. Chợ Năm Bư đúng không? Dạ chợ Năm Bư. À. Anh thấy người Việt ở đó khá là nhiều. Dạ đúng rồi. Em sống ở ngay chỗ cộng đồng người Việt luôn hay sao? Dạ. Ừ. Nhờ chồng là người Việt. Dạ. Sống ở Campuchia luôn? Dạ. Ừ. Mà em như là em thôi rồi. Ừ. Quánh đập em quá em thôi. Ừ. Chứ em chịu đựng không nổi nữa. Thì em về đây lâu chưa? Dạ em về đây gần 3 năm rồi. Là về năm 25 tuổi? Dạ. Vì sao em lại về Việt Nam? Tại em về Việt Nam là em làm ăn. Anh cho là làm ăn không được. Về Việt Nam này em tính làm cái công việc gì? Dạ như em bưng bún ở trong chợ Bình Khánh đó. Bởi bây giờ thì tại sao mình lại dọn qua cái khu trọ như thế này ở? Tại như là em đời có chồng sau này là như là nó quánh đập em quá. Ừ. Quánh đập, như nó quánh đập em rồi em như nó đuổi em đi. Chồng trước là ở Cam? Dạ. Chồng trước em thì là ở Cam. Ở Cam là người người Việt luôn? Dạ. Chồng sau này là ở Việt Nam? Dạ. Ở đâu? Ở ngay công ty công quả. Ừ. Làm chồng em làm cái công việc gì? Nó không làm công việc gì hết trơn, nó ăn ở không không. Em về đây thì em bưng hủ tiếu rồi vậy một ngày được bao nhiêu tiền? Dạ ngày có 120 à. Rồi nhà chồng em ở đâu? Ở ngay chỗ công ty Hoa Quả thì... Dạ. Là em với chồng em có ly dị luôn chưa? Như hay... em không có giấy kết hôn, không có ấy, không có giấy tờ gì hết trơn. Ừ. Có con em ở với chồng? Dạ không. Chồng trước? Chồng trước không có đứa nào hết. Ở mười mấy năm ha? Dạ. Chồng trước thì em lấy chồng lúc bao nhiêu tuổi? Em có chồng lúc 16. 16 tuổi. Dạ. Trước đó em về đây em lại em nói là em làm ăn gì thì dạ. Ở đây có người quen không? Dạ cũng có quen mà như quen biết thôi à, có hai người à, nhìn đồng chỗ công ty có quả mà. Ừ. Rồi em tự đi về đây hay sao? Em tự về đây. Em biết gì về Việt Nam không mà em lại về đây? Dạ em cũng biết tiếng Việt Nam mà anh như là đi xin chỗ này chỗ kia làm thêm chút chút nha. Em kiếm thầm gặp nghiệp là em kiếm làm ăn này kia nọ.
mà em như là em có chồng sau này thì tưởng đâu là em có cũng vô có phú ở nhà em cũng quánh đập em dữ lắm. Như chồng trước có đánh đập không? Chồng trước cũng có. Nhưng mà vì cái công việc gì mà lại đánh đập em nhiều vậy? Như nó nhậu xỉn, say xỉn tối ngày à. Nó không đi làm gì hết trơn á. Em chỉ là mình ngoài em đi làm thôi. Ừ. Làm tiền về. Dạ. Làm tiền về. Về thì đi làm tiền về thì nó phải đưa cho nó. Đưa tiền cho nó 100 ngàn. Em làm mỗi ngày có 120 mà đưa nó. Thì đưa nó 100 ngàn thì em còn 20 ngàn thì em như là em đi xe đỡ ôm đi làm. Chứ em đâu có ăn uống gì luôn đó. Em làm em có khi em nhịn đói em không ăn luôn nữa. Ngày nào cũng vậy hết đó. Mà ngày nào mà em nghỉ một ngày là em không có tiền á, nó quánh đập em. Người em ở trọ ở đây là mỗi một tháng là bao nhiêu tiền? Dạ này là đóng tháng, tháng 1 triệu lận anh. Mà em như là mằng ngày nào lấy 100 thì em đi góp cho cô 50 tới tháng mình khỏi đóng. Bây giờ vẫn còn làm bưng hủ tiếu dạ, đúng không? Dạ còn. Ừ. Mỗi ngày mình làm bao nhiêu tiếng thôi? Dạ từ 4:30 làm tới 1:30 về. Ừ, được 120. Dạ, có bữa thì hết trễ. Em đi bằng phương tiện gì? Dạ như em có khi là em đi xe đỡ ôm. Chạy xe ôm hả? Như khi là em đi xe ôm, có khi là em lội bộ đi nữa, lội bộ từ đây tới chợ Bình Khánh. Em đi như thế này là tự mình bỏ ra đi hay là... Không, tự nó đuổi em đi luôn. Tự đuổi em đi hả? Dạ. À, anh nghe nói là đánh hiện nay là vết dạ. Thương trên người vẫn còn hả? Dạ còn. Ôi trời, ghê vậy? Quánh bằng cây vuông á. Ê. Em không đỡ là bể đầu em luôn. Dạ, cây sắt vuông hả? Cây ba vuông. Ba vuông cái này giờ nó lấy dao nó chém em nữa. Trời ơi. Rồi như trên đầu. Như trên đầu em cũng có thẹo nữa. Em chịu đựng 3 năm nay hay là chỉ mới đây thôi? Gần 3 năm mà. Nhưng mà tại sao em biết như vậy mà em không bỏ đi? Sao? Mà ngặt gì có bà chồng em á, bà rất đối xử em rất tốt, bà thương em như con ruột vậy đó. Mà em bỏ bà không được, bà câm như bà đã câm bà điếc á. Bà thương em lắm. Ừ. Có thằng kia thì bả rồi có thằng trai một à. Như nghe là bạn bè nó chơi bời rồi nó quậy về quánh em vậy á. Như nó ngáo là nó quánh em. Đau đá? Dạ. Có chơi đá không? Nó chơi chứ em không có biết cái vụ đó. Anh thấy cái lưng của em là bị tật từ nhỏ hay sao? Như là chồng trước em quánh em á, gãy xương á. Ôi trời, đây em đứng lên nè, gãy xương sống quá hả? Dạ. Ghê vậy trời. Ôi trời ơi. Gãy xương luôn á, mà em đâu có tiền đâu đi cho ấy mà. Chàng như là chị em á đi khám thì em là nói là bị gãy xương, chỉ nó băng bột thôi. Lâu chưa? Là cũng một mấy năm. Lúc đó thì em bao nhiêu tuổi ta? Em lúc 16 tuổi. 16 tuổi là có chồng rồi? Dạ, như anh có, như là anh nuôi á, là anh gả em thôi. Như chỗ kim kiếm tựa, nương tựa á, mà giờ là cũng nó nhậu xỉn vô quánh em. Em về đây thì em có giấy tờ gì ở Việt Nam không? Dạ không. Chị chứ em có giấy gì? Em không có giấy gì hết trơn. Lúc em đi qua Việt Nam em đi bằng đường chui hay là sao? Như là em qua thẳng là cửa khẩu luôn. Em lúc... có phải có passport mới đi được chứ? Dạ không, lúc trước là lúc mà năm 2020 á, là nó chưa có vụ giấy tờ xét. Như em quen trong đó với mấy người công an á, nên qua đi qua quen mặt rồi. Em làm gì mà em đi qua cửa khẩu biên giới dạ, là quen mặt? Đi chơi với bạn rồi đi làm luôn. Thẳng mấy đứa bạn giới thiệu bển làm á, mà làm em cũng thấy áp lực quá, thôi em đi về đây luôn. Dạ. Em nói từ nhỏ em sống ở Campuchia mà. Dạ, đúng rồi, từ nhỏ lớn rồi sống ở chển. Mà như là em về đây Việt Nam mà bạn em giới thiệu lên chển làm, như làm nó kêu làm vô con làm công ty á. Rồi em làm được có chưa được 1 tháng nữa là em thấy áp lực em trốn bỏ tiền luôn. Như là em không có làm nữa, là em về đây em sống luôn. Em sống mới gặp bên chồng em đây. 16 tuổi là em có chồng ở Campuchia. Dạ. Lúc từ nhỏ đến lớn em ở Campuchia. Dạ. Em nói Việt Nam đi qua Campuchia làm là sao anh không hiểu lắm. Như là em ở Campuchia, ừ. Em qua Việt Nam đi làm. Ừ. Làm cũng được 2 năm rồi, 2 năm sau. Cái như gặp mấy đứa bạn em á là giới thiệu lên chảnh á, công ty cũng mướn người, cần người, lương tháng cao vậy. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Em 18. 16 tuổi là em có chồng ở Cam ở Cầu Sài Gòn. Dạ. Rồi em như là quánh đập em quá em bỏ chồng em á. Rồi em lúc 18 tuổi là em nghe là bạn em á là đi lên Campuchia em làm công ty là nữa.
như là lương cao, chuyện nhẹ lắm mà ngặt nó áp lực em quá, em bỏ vậy. Em làm cái gì? Công ty mai đồ. Công ty mai đồ. Vậy á, dạ bên vậy. À. Nó áp lực em lắm. Rồi em áp lực về chồng hay là về công ty? Về công ty thêm chồng nữa. Rồi em mới bỏ em về đây luôn, về đây mới gặp như này. Vậy thấy cuộc sống ở bên Việt Nam với bên Cam thì sao? Ở đây mình sống khỏe hơn, có bên Cam. Ở bên anh ấy ở Campuchia làm nhiều tiền hơn chứ? Nó áp lực lắm anh. Áp lực gì? Như là chửi mắng này kia nọ, như là nó đại công mình vậy đó. Ừ. Như là làm như tăng ca suốt luôn, không có được nghỉ luôn á. Này anh hỏi thiệt nha, không giận dạ. Ha. Anh biết là trước đây khi mà em đi thì vào khoảng năm 2000. Dạ. Thì lúc đó thì cái tình trạng mà Việt Nam đi qua bên Campuchia đó. Dạ. Thì làm ở trong những cái quán karaoke nè. Dạ. Những cái quán gọi là hơi mà gọi là đen tối tí xíu, em có làm bên đó không? Dạ không. Cái đó là em không biết làm. Ừ. Nhưng em không dám làm, nhưng cái đó trong đó phức tạp đó, em không dám làm. Ừ. Nhà em giỡn kiếm chỗ đàng hoàng không làm không à. Ừ. Em ở đây được, nhà trọ này được mấy tháng? Dạ mới có 4 ngày anh. Mới 4 ngày? Dạ. Chồng em biết em làm ngay chỗ đó không? Dạ không. Đó ngày nó trong nhà không, nó không đi đâu hết á. Ừ. Nhưng có mẹ chồng tới luôn đem đồ lên đồ ăn cho em mà. Ừ. Bà thấy em không ăn muốn rồi, cái bà đem giờ vô cho em ăn. Ừ. Ở đây là tự nấu ăn nấu uống hay sao? Dạ. Như là mẹ em đem cơm điện lên cho, mà bà cho bà giấu. Như là thằng kia ngày qua nó hỏi bà đi đâu, có bà ra đi là xuống Úc em, xuống bên chồng á. Ừ. Là đem đồ lên cho bà, chứ không có nói đem lên cho em. Em ở Campuchia thì em biết người Việt nhiều không? Biết. Em biết cái cô ba không? Cô ba ăn vặt á, bán đồ ăn vặt á. Cái ăn trong chợ chứ là em biết. À. Rồi đó em mua vô đó mua quà. Ừ. Tại vì là bà bán ra đồ trong đó là đồ ăn ngon lắm. Cái này không? Nhìn ảnh. Ừ? Nhìn ảnh giống cầm chia ghê luôn á. Sao giống? Đen. Đen quá. Đúng rồi. Ai cũng nói anh vậy đó. Người Campuchia còn tưởng anh giống Campuchia mà. Sao cười anh ấy? Người có tính bao giờ là trở lại ở với chồng không hay là dạ ở đây không? Em ở đây luôn, quyết định là em thôi luôn rồi. Ừ. Quyết định là em sống vậy luôn chứ em không quay lại nữa. Ừ. Chịu những cái trận đồn roi, mà cái trận nào mà em thấy nó khủng khiếp nhất? Em sợ đồn roi này nhiều, khủng khiếp nhất. Cây vuông mà quánh em á. Cái lần nào mà em bị đánh nhiều nhất là cái lần mới gần đây thôi? Dạ, chịu đựng không 2 năm nay. Ý hồ hỏi tôi á, cái lần nào mới gần nhất á? Vậy nha. Lần nào mà bị đánh gần nhất là cách đây mấy tháng? Dạ, cách đây 2 tháng. Cách đây 2 tháng là quánh em bằng cây vuông là trong trên nhớ học em cái rồi. Rồi như là quánh như đạp vô ngực em này kia nọ đó. Vậy lâu lâu em bị nói lên, rồi có khi là cái đầu em lâu bị giật lên cái hoài vậy đó. Ừ. Mà trời lạ, trời lạnh em mới bị. Ừ. Hiện nay thì trong cái cuộc sống mình vậy thì em có ước mơ gì không? Em cũng chưa quyết định nữa. Em giờ cũng chưa biết ước mơ được cái gì nữa. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mình có tính mình làm những công việc gì để mình thay đổi cuộc sống không, hay là chỉ phục vụ buôn bán đó qua? Như là em cũng chưa biết anh. Em cũng giờ em cũng chưa biết hết trơn là em làm cái ngày gì nữa. Chỗ ổn định của em nữa. Ở Campuchia thì em còn người thân nhiều không? Dạ không. Ba mẹ thì sao? Dạ mẹ em mất em còn 8 tháng tuổi, ba mất lúc 4 tuổi. Lúc đó em ở đó sống với ai? Dạ như là bác ruột, có mình bác ruột thôi à. Như dòng họ ở đây là không có. Ở đây không có, Campuchia dạ. Thì chỉ còn bác ở bên đó. Dạ, còn mình bác ruột rồi. Ừ. Có bao giờ mình nghĩ mình trở về Campuchia không? Dạ không. Em suy nghĩ là em không có trở về bển nữa. Dù sao thì bên đó cũng còn bác mà. Như là bác bên bển là còn mợ giao mà em không ở với bà được. Bà khó lắm. Là em tự sống, tự lập, tự lo em lên. Mặn nhiều có nhiều em cũng được nữa. Chứ em không có về bển.
Vậy là tính ở Việt Nam luôn? Dạ, em tính là ở Việt Nam luôn. Ừ. Vì không có giấy tờ rồi sao đó? Em không có giấy tờ thì ha, em như là mở bà có bà quen bà cô ở ngoài á, bà giới thiệu cho và bà mướn nhà trọ giùm cho em này kia nọ. Chứ em đâu có giấy tờ đâu mướn. Không có một cái tờ giấy lụm lưng? Dạ không. Em như là em lên ủy ban phường á, em xin cái giấy tạm chứng vắng, người ta nói làm cũng không được luôn. Tại vì em đâu có chứng minh được là người Việt hay là người Campuchia đâu. Dạ. Như là em như sống y ăn ở lộng luôn vậy đó. Chứ đâu có giấy có tờ gì đâu. Thấy cơ thể rất yếu ớt ha. Nên đâu đâu em như trời lạnh em cái lưng em bị nhức lên là nhức lên hoài anh. Vậy hả? Dạ. Lâu em nhức lên em là như nhức lên em đứng không nổi luôn, lâu lâu em bị giật á. À. Như là ảnh hưởng có dây thần kinh dò em á. À. Trời lạnh là em bị giờ. Trời lạnh là bị nhức lên. Dạ, nhức lên nó giật em lên. Có khi là cái đầu em là lâu cái lần nửa tháng vậy nó mới giật lên. Rồi có đi khám bệnh gì không? Dạ không, em không có tiền đâu đi khám đâu. Dạ. Dạ. Vì em không có tiền bằng đi khám cho em bỏ vậy luôn. Ừ. Làm gì gọi có dư không ta? Dạ em cũng dành dụm mà cái như là tiền ăn với tiền cờ như cô này kia nọ, như góp cho cô một ngày tiền nhà trọ á. Em đâu có tiền đóng tháng đâu. Ừ. Góp cho cô hàng ngày rồi góp cho cô hàng ngày 50 và tiền xe đi lên đi xuống không 60 nữa. Ừ. Em đâu có dư nổi đâu. Ừ. Em tính là đi xin bên kia làm thêm kiếm thêm nữa. Ừ. Bên kia làm ngày có 100 mà. Mà em tính xin bên kia làm thêm. Mà hả em làm về gì mệt quá cái em chút xíu em mới đi. Cái gương mặt khá là xinh gái nhưng mà vì những cái trận đòn roi mà thân thể tiêu tị hết rồi. Thậm chí là có dị tật ở trên người luôn. Dạ. Yeah. Thường thì người ta rất là ám ảnh như thế này nè. Từ nhỏ mà lớn lên mà khi có chồng á thì mà bị chồng hành hạ thì người ta sẽ rất là sợ đàn ông. Và thậm chí thì người ta không muốn lấy chồng nữa luôn. Thì vì sao mà em lại quyết định đi thêm một bước nữa? Như là em đi quyết định đi thêm một bước nữa là kiếm cái chỗ nương tựa em, biết nuôi em, biết thương em này kia nọ. Mà cuối cùng đó không được. Có bao giờ nếu như mà bỏ anh này có bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy chồng nữa không? Không. Em sợ lắm rồi. Sợ. Là đúng rồi, em phải mở gì thì luôn cả cuộc đời em chứ không bao giờ lấy nữa. À hả. Nữa sợ là vũ phu với em lắm. Ừ. Giờ thiệt em, giờ em sợ lắm rồi. Ừ. Em giờ em còn ám ảnh luôn. À. Chồng ở bên kia đánh cho em cái lưng như vậy đúng thì rồi. Em nằm viện mấy tháng? Như là nằm viện là đúng 2 tháng luôn. Hết bao nhiêu tiền viện phí? Như là chị quen biết á, như tiền của em dành dụm á. Rồi như bà nói ra là tổng cộng của em có 2 triệu à. Nằm tiền mà là bệnh viện không có 2 triệu à. Nhưng em có bảo hiểm. Ừ. Ngày xưa chắc có lẽ là Loan rất là xinh gái. Ừ. Nhưng mà do những cái trận đòn roi như vậy á mà thành nữ là tiêu tị lắm. Dạ. Yeah. Anh nghĩ là em tưởng nó nghe giống như bị cái lưng bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ vậy đó. Không có, này bị quánh té từ trên cao té xuống luôn. Ôi trời. Khủng khiếp như quá. Như là nó bị gì luôn. Đó. Ừ. Đừng. Ừ. Tại vì nó bị gãy ngang luôn á. Gãy ngang luôn hả? Dạ, gãy ngang như bác sĩ nó băm bột người ta cứu rồi kịp. Nhưng mà thường gãy ngang là sẽ mất mạng luôn, xương sống. Vậy đó. Bác sĩ nhà hơn là bác sĩ cứu lên được. Mà ngặt gì nằm ngay á thì nên cái cắn nó thương á. Em đi làm gì thì có mệt dữ không? Mệt. Sức khỏe bên nào đúng rồi, mệt với nó nhức lưng, nhức con bên này à. À. Nhất mà em lên có khi em về nhà em khóc luôn. Rồi ngày nào em cũng mua thuốc uống nữa. Mua thuốc giảm đau. Dạ. Ngày nào không uống là nhức em. Cái người trước chứ người sau thì người nào vũ phu hơn? Trước thì vũ phu là như đánh em là bị gãy xương cái rồi. Cái như là em suy nghĩ là sau này em chắc như là em không có bị quánh nữa.
Em mới bước bước nữa, ai ngờ là giờ còn vũ phu hơn nữa. Cây ba vuông là cây sắt hay là cây gỗ? Cây ba vuông, cây gỗ mình đó. Cây gỗ. À. Như nó quánh em á, rồi em đỡ gì nè, mà em không đỡ là bể đầu nữa. Như em đỡ ngang, đỡ là trúng cái tay. Mà anh nãy giờ anh chia sẻ, em chia sẻ là anh qua hỏi em là có mấy anh chị em? Dạ em không có anh chị gì chứ không. Chỉ là em sống mình một rồi nha. Hiện nay em còn giấy cam ở trong người không? Dạ không. Không luôn? Dạ. Như có giấy khai xanh đó là em còn ở trên chợ Ánh. Còn giấy khai xanh không? Còn. Cho mọi coi. Như mà còn bên bắt ruột em tránh á. À. Em không có đem về đây. Như ta nói đem về đây đâu có sử dụng gì được đâu. À. Chỉ là giấy xanh đó, hồi đó là ba em hồi còn nhỏ, mẹ em xanh em ra là làm, ba em làm trước rồi. Vậy thì em có kể với anh là lúc mà em qua đây là có bạn. Dạ. Thì bạn ở đâu? Bạn ở bên chợ Long Xuyên bển á. Ừ. Bây giờ là em mất số nó, em không có xài sim với nó nữa. Vậy em không có liên lạc với nó nữa. Ừ. Rồi em cũng như là em không có chơi chung với nó. Em sợ là nó dụ em này kia nọ. Em không có chơi nữa. Ừ. Là em sống này ở nhà mình một, em đi làm về là em vô nhà. Là mình đi làm mới vừa về lúc nãy luôn. Dạ. À, 120.000 một ngày. Dạ. Tháng 3 triệu 6. Dạ. Việc ăn uống thì là mình tự túc hả? Dạ đúng rồi, tự mình ăn. Có khi là người ta bán hơi ế thì người ta cũng cho em tôm ăn. Đối với thời điểm giờ khó khăn nhất của em là gì? Dạ. Như đối với thời điểm nó khó khăn hả? Thì nhịn thôi. Đối với thời điểm bây giờ thì khó khăn nhất của em là cái gì? Em không biết nữa. Ừ. Dạ. Em còn biết tiếng Cam gần không ta? Quên giờ luôn rồi, không có nhớ gì mấy. À. Dạ. Anh thấy em giống người Việt hơn. Em thấy em giống người Cam chứ anh thấy em giống tại người... ba người Việt, mẹ người Dinh. Ấy ba người Cam, mẹ người Việt. À. Có hai, như là có hai anh nuôi em á. Là ổng tiếp xúc với em á. Nhưng ổng dạy tiếng Cam hoài mà em không có biết được. Như là em nói khó quá, không có học. Sao mà em biết đến cái nhà trọ này? Dạ. Như bà dì ở ngoại á quen á. Ừ. Bà giới thiệu vô đây. Ừ. Rồi bà giờ giới thiệu vô đây, bà ba lãnh rồi cho em mình vô ở. Ừ. Chứ em không có giấy có tờ gì hết á. Ừ. Chứ mình một em ngủ rồi biết chỗ nào ngủ. Anh đi ở ngoài có tiền không? Dạ. Mẹ bà chồng cho lực là 300 ngàn cho mình. Là như là mua này mua kia, lật giặt đó. Với đưa góp tiền nhà này tiền kia là cho cô nè, tiền nhà trọ là cũng hết trơn rồi. Chứ đâu có ấy đâu. Như là em mới vô ở thì em không có tiền đóng liền. Là tại vì á, cô kia là góp ngày 50 đi, tại vì như là tháng khỏi đóng. Cái nhân thân của Loan cũng khá là phức tạp. Nhưng mà sống ở bên Cam rồi qua bên Việt Nam làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là ổ ba em mất thì mất ở Cam luôn hay ở Việt Cam luôn. Mất ở Cam luôn. Yeah. Rồi chôn ở Cam luôn. Yeah. Thì đó là chính là quê hương thứ nhất của em, thì sao em không trở về đó? Ám ảnh, em không có về đó nữa. Vậy chứ ở Việt Nam cũng ám ảnh mà. Như Việt Nam em còn xin việc làm còn được. Ừ. Còn ở Cam thì khó xin việc làm lắm. Còn cần giấy đủ thứ hết á. Như em không có giấy tờ. Ừ. Hoặc là em muốn thì em sẽ làm một cái giấy chứng minh ở Cam. Sau đó làm passport em có thể đi qua Việt có Nam. Có tiền mới được. Có tiền đúng cho mấy người đó là mới làm được cái giấy đó. Có tiền mới được làm passport hả? Đúng rồi, ở giờ là cần tiền không à. Khổ quá. Mà chị em mới làm đó, bà làm giấy chứng minh đó là hết mấy trăm đó. Mấy trăm đô hả? Ừ. Mới được cái giấy chứng minh, bà mới về Việt Nam đó. À. Như vậy chị không biết cái sớm em á. Ở Việt Nam thì một là cái cuộc sống nó thanh bình hơn, nó gần gũi hơn. Người Việt Nam thì lại thương người tình người nhiều hơn so với Campuchia. Campuchia thì mọi chuyện đều có tiền bạc mà.
về mặt xã hội thì ở Việt Nam lại ổn định hơn ở Campuchia rất nhiều, phải nói là vậy. Nó không có xô bồ giống như là ở Campuchia, mà như những cái mà cô clip cô bác anh chị thấy là người Việt phải tháo chạy khỏi Campuchia đó, thì mình mới biết là mình đi, khi mà mình đi xa quê hương mình mới biết là Việt Nam mình very good tốt đẹp bao nhiêu ha. Thì hôm nay anh đến đây á, cũng được anh Nguyễn giới thiệu á, thì anh không biết nói gì hơn, thì anh thay mặt cho cô Julie Hoàng á ở Mỹ á, yeah, gửi cho em là $50, yeah, thì là tương ứng với là 1.200.000 đồng, yeah, để em có thể làm trang trải cuộc sống trong cái thời gian sắp tới, yeah, ha. Ai thì cũng có một cái thời điểm khó khăn nhất định, và mong thì cái khoảng thời gian khó khăn lúc trước là cũng như là một cái quá khứ của em, thì anh mong em sẽ từ đây về sau em sẽ sang một cái trang mới, làm lại một cái cuộc sống mới và tốt đẹp hơn. Và có nghĩa anh nghĩ là có thể là sau này em sẽ gặp được, nếu có chồng nữa thì em sẽ gặp được một người tốt hơn, chứ không ai không ai mà khổ cả đời hết. Em sợ lắm rồi. Gần nửa đời người chứng kiến những cái cảnh thân trọng như là ba mất rồi, mẹ mất luôn, không mẹ không ba, rồi không anh em ruột thịt, sống lên đên phải trông vào chồng con mà không có con luôn, có chồng thì cũng như không á, sống cái cảnh địa ngục của trần gian đó. Thì anh thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ gửi cho em cảm ha. Cảm ơn cậu chú chú bác. Ừ. Dạ cảm ơn ạ. Ừ. Thì mong thì cố gắng phấn đấu vươn lên vượt qua những khó khăn như thế này để thay đổi một cái cuộc sống mới. Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn anh ạ. Ừ. Có muốn nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân không? Cô Hoàng, nói đi em cứ nói. Cô Hoàng. Ừ. Con cảm ơn cô Hoàng ở Mỹ giúp đỡ cho con. Ừ. Một lần nữa thì chắc có lẽ là thời gian cũng khá là dài rồi. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đã đồng hành kênh Bùi Hồ. Chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Và xin hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ. À.